sau 2 tháng thôi, mình có thể tự tin giao tiếp được tiếng Anh với người nước ngoài cũng như có thể tự tin đi ra nước ngoài mà không cần người phiên dịch. Xin chào tất cả các bạn, mình là Hà, mình đến từ Vĩnh Phúc. Và ngày hôm nay mình cảm thấy rất là vui cũng như là may mắn khi nhận được tấm bản đồ ngầm này. Và như các bạn có thể thấy, đây là tấm bản đồ ngầm tự học tiếng Anh thành công. Trên tay của mình là 2 quyển checklist đi kèm theo tấm bản đồ ngầm tự học tiếng Anh thành công này. Và khi mà mình theo học tấm bản đồ ngầm tự học tiếng Anh thành công này thì mình cảm thấy rất là dễ nhớ cũng như là dễ sử dụng. Bạn không thể nào có thể tự học được tiếng Anh thành công nếu không sử dụng tấm bản đồ ngầm tự học tiếng Anh này. Và chỉ sau 2 tháng thôi, mình có thể tự tin giao tiếp được tiếng Anh với người nước ngoài cũng như có thể tự tin đi ra nước ngoài mà không cần người phiên dịch. Mình có thể nói sơ qua cho các bạn một chút về tấm bản đồ ngầm tự học tiếng Anh thành công này. Đây chính là tảng băng chìm và phần nổi phía trên này chính là những cái mục tiêu mà các bạn đặt ra khi mà mình học tiếng Anh. Và phần chìm này chính là những cái mà các bạn, quá trình mà các bạn đạt được cái mục tiêu này. Ví dụ như các bạn đặt mục tiêu là sau 6 tháng các bạn có thể tự tin giao tiếp được tiếng Anh. Nhưng để làm như thế nào đạt được cái mục tiêu đấy chính là những cái phần chìm này. Và đi theo tấm bản đồ ngầm tự học tiếng Anh thành công này chính là bộ 36 video mà cô Trang Elena đã quay và cũng như là hướng dẫn cho các bạn rất là chi tiết.